Quý vị và các bạn đang được theo dõi và trải nghiệm chiếc máy quay là một siêu phẩm loa nổi tiếng nhất của hãng loa Onkyo đến từ Nhật Bản. Với cấu hình được trang bị siêu sang trọng, chiếc máy quay với phần thùng gỗ nặng kết hợp với các điểm nhấn gờ chỉ của một cặp loa được tô điểm và nổi bật bởi model Onkyo Stepter 100 trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Với những dòng nhạc phổ thông nhất và tín hiệu không mất tiền, tôi đang mở trực tiếp từ trên TV xuống, nhưng chúng ta có thể thấy được đẳng cấp mà dòng loa này sở hữu. Đây là một trong những model sở hữu với chất âm hạng sang và dành cho những anh em sành nghe và khó tính nhất. Với đặc trưng của ba giải, chúng ta thấy rõ một điều trước máy quay. Giải trầm của Stepter 100 này thể hiện với tiếng trầm thả sâu lòng đất và mềm như bún. Hoàn toàn khi chúng ta dù rằng mở cái volume ở mức nhỏ nhất, quý vị vẫn trải nghiệm được tiếng trầm cực kỳ là tuyệt vời. Ưu việt hơn rất nhiều những cặp loa còn đắt đỏ hơn nhiều lần so với Stepter 100. Giải trung âm với cấu hình được trang bị trung kèn gang 4 nỗ tương tự như là trên Antec 19 và quả check kèn gang 3 nỗ trên cặp Stepter 100. Chúng ta có thể thấy được rằng một model hoàn hảo được thiết kế trang nhã với vẻ đẹp hoài cổ và sang trọng tới từng cm từ phần thùng vách cho tới phần trang trí và cho tới chất âm đỉnh cao của model này sẽ khiến cho không ít những anh em sành nghe và khó tính khi mà chúng ta được trải nghiệm và tham khảo những cấu hình này. Quý vị sẽ thấy được điều mà nó mang lại cho người nghe với chất âm cũng như cấu hình một giá trị đích thực. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo chi tiết lại cấu hình trước ngoài quay. Nó có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc, từ nhạc monero, nhạc trữ tình hay nhạc hòa tấu hay nhạc remix, thể hiện một phong cách cực kỳ là xuất sắc. Ba giải âm thanh chi tiết tới từng nốt nhạc trên Onkyo Stepter 100. Đó, quý vị nghe những bản nhạc tôi đang mở từ trên TV xuống. Lời mãi thương về cố hương xa vời. Rất chỉ biết trung âm nồng nồng. Mở tràn giấy. Mưa tuôn trong kim suốt. Ta thấy rằng chiếc máy quay là cặp Onkyo Stepter 100, model nổi tiếng và có giá trị nhất hãng Onkyo, có thể so đo với Antec hay JBL, những model lớn trên thị trường đắt đỏ. Với thiết kế phần thùng gỗ nặng và được trang trí theo phong cách đẹp hoài cổ, chúng ta có thể thấy rằng nó được tô điểm và được nhấn bởi các gờ chỉ góc cạnh tương tự như là hai cái ngăn tủ kệ siêu đẹp. Sở hữu chiều cao cả chân 85, chiều ngang 78 và sâu tới 40cm trên Stepter 100. Chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa. Sở hữu chiều cao cả chân 85, ngang 78 và sâu 40 trên Stepter 100, model siêu đẹp và cũng là chất âm hạng sang của hãng Onkyo, đứng đầu hãng. Với thiết kế một bát súp sở hữu gân cao su đúc, chúng ta thấy rằng chiếc máy quay bát súp đường kính 36 phân xương đúc và cái lam châm từ rất lớn, trên thùng cao to lớn và thể hiện giải trầm thả sâu xuống lòng đất và mềm như bún. Hoàn toàn khi chúng ta thưởng thức các dòng nhạc một phong cách cực kỳ là nhàn nhã, cái lỗ tai không bị mệt, không bị dồn dập và cũng không bị khó chịu khi mà chúng ta nghe lớn hoặc nghe nâu. Đây là ưu điểm đầu tiên với Onkyo Stepter 100. Một kèn gang, chúng ta thấy rằng ở trước máy quay trên model loa này được trang bị một quả kèn 4 nỗ tương tự như Antec 19 với họng bằng gang và chiều ngang của nó 40 phân, cao tới 15cm trên 15 phân và nó sâu tới gần 40, lam châm từ rất lớn. Đây là những quả kèn nổi tiếng rất là đắt đỏ trên thị trường audio. Khi mà chúng ta quan sát thấy rằng những cái đôi kèn này mà được xuất hiện bán lẻ trên thị trường cực kỳ là đắt. Và chúng ta sẽ thấy được rằng kèn lớn bao giờ cũng cho giải trung âm cực kỳ là tuyệt vời. Nó chi tiết tới từng hơi thở của ca sĩ. Đây là ưu điểm thứ hai trên cặp loa cao cấp của hãng Onkyo Stepter 100. Một quả check kèn gang 3 lỗ cũng được thiết kế về phía mặt trước, tất cả với màu sắc được xi mạ vàng 24K. Chúng ta có thể thấy được nét đẹp và nét sang trọng của những cặp loa. Không riêng gì thùng gỗ lạng, hình thức đã quá đẹp và được nhấn mạnh bởi các phần tô điểm trên mỗi một tuyến loa và cho tới cách bài trí của cặp loa tuyệt vời đến từ Nhật Bản này. Quý vị có thể thấy được cấu hình cũng như sự sang trọng. Về phía mặt trước được thiết kế hai cái volume, một volume điều chỉnh cho giải check phần bên trên, chúng ta có thể điều chỉnh cho giải check kèn 3 lỗ, kèn gang 3 lỗ. Phía bên dưới là một volume điều chỉnh cho quả trung kèn gang 4 lỗ,
sẽ mang lại cho lời hát và chi tiết tới từng tiếng gõ của nhạc cụ ở mức độ tuyệt đối nhất và sự thể hiện chính xác trên Modern Stepper 100. Phía sau lưng của nó được trang bị bảng điều chỉnh phân tần siêu khủng. Quý vị lưu ý rằng đằng trước là hai volume điều chỉnh rồi, nhưng đằng sau lưng của nó vẫn còn tiếp một volume nữa. Nó cho phép có thể điều chỉnh 3 chế độ như tôi đang mở, nghe 3 chế độ tổng thể, và quý vị có thể tách biệt chơi riêng từng chế độ check hay trung âm hay giải sub. Quý vị có thể đánh độc lập và cũng có thể chơi theo phong cách tùy ý. Quý vị có thể đấu tụ rời và chơi theo phân tần rời bên ngoài, có nghĩa là kết nối từ giải chính ăn sang cho trung âm và cho check phía sau lưng, và thay đổi bằng một mạch đảo công tắc có 3 chế độ phía sau lưng của cặp Stepper 100. Những chế độ ăn chơi có thể thiết kế với mức độ chi tiết nhất trên các dòng loa hiện có trên thị trường, thì với Stepper 100 chúng ta thấy rằng nó được trang bị rất là hoàn hảo. Đó, phía sau của nó cũng vẫn là thùng gỗ và được sơn màu, chúng ta thấy rằng nó là màu ở đây thì màu lâu sậm. Và phần dưới ở đây quý vị sẽ thấy được cái bảng phân tần rất lớn. Ở đây tôi đang chạy theo chế độ mặc định cho 3 giải. Đó, đây là cái volume điều chỉnh này, chúng ta có thể tùy chỉnh này. Và vặn về bên trái, quý vị chơi tổng thể 3 giải, và chúng ta vặn về giữa thì chúng ta có thể chơi độc lập. Đó, độc lập hoàn toàn thì vặn về phía bên phải, nó quý vị có thể chơi theo 3 giải này riêng biệt. Đó, rất là ưu việt. Với những cặp loa được thiết kế, chúng ta thấy rằng hoàn toàn nó đẹp tới từng con ốc trên cặp Stepper 100. Tất cả phần thùng vách gỗ lạng có năng mới long lanh trước máy quay. Khó có thể tìm kiếm được những cặp loa đẹp hơn và mới hơn với Onkyo Stepper 100. Một model to khủng long và sở hữu vẻ đẹp hoài cổ cũng như chất âm đỉnh cao đến từ USA, mang lại cho quý vị thưởng thức âm nhạc và trải nghiệm trưng bày cho phòng khách cực kỳ là tuyệt vời. Đây là một trong những model loa chúng ta có thể so đo với rất nhiều những model khác. Và tôi lưu ý rằng những model này quý vị cũng có thể chơi chất âm 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Với đặc biệt rằng karaoke thì chúng ta sẽ thấy được chung kèn 4 lỗ và chắc kèn 3 lỗ đều là kèn gang. Nó mang lại cho cái tiếng mic cực kỳ là sáng. Trở kháng của cặp loa này là 8 ohm và nó có độ nhạy cao tới gần 100 decibel. Rất nhẹ nhàng và thể hiện chi tiết và chính xác tuyệt đối. Một model hoàn hảo, không thể có điểm để chê, nhất là trong phân khúc tầm giá. Chúng ta có thể cân đối thấy rằng giá trị đích thực thì phân tích rõ và mổ xẻ rõ trên từng cặp loa, từ cái vỏ thùng giá trị tới nhiều năm, hàng trăm năm. Từng tuyến loa được nhấn mạnh và nhất là được bố trí chung kèn gang và check kèn gang đắt đỏ trên thị trường và được ưa chuộng nhất trong các dòng loa. Chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà quý giá trên model loa này, nó được tích hợp đầy đủ, sẽ mang lại cho quý vị trải nghiệm thưởng thức âm nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị lại cùng thưởng thức tiếp một vài bản nhạc quen thuộc nữa với tín hiệu không mất tiền từ trên TV xuống. Với cấu hình tôi đang phối ghép thì gồm con Power Omnifer của hãng EV Enex cho voi, với chế độ được thiết kế điều chỉnh trên con mên đẩy và âm đi này, được kết hợp phần hiệu chỉnh cho giải tần của bát. Nó được thiết kế 3 giải cắt, 3 giải trầm. Chúng ta có thể điều chỉnh cho tiếng trầm tùy ý và mang lại cho hiệu quả. Với Onkyo tiếng trầm đã cực kỳ tuyệt vời rồi, và khi được EV này đảm nhiệm, nó mang lại cho giải trầm mềm và sâu tiếng lòng đất. Và đặc trưng của những dòng cao cấp của đến từ Mỹ của hãng EV, khi mà thiết kế trang bị chạy 32 con đèn, trong đó có 16 con đèn Saken, và Saken của nó là nó lớn như là cái hộp quẹt rồi, và 16